Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn do làn sóng dịch COVID-19 tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội, tuy nhiên, với những giải pháp chỉ đạo hiệu quả của tỉnh và sự nỗ lực điều hành của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn, các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực, từ đó tạo động lực quan trọng để Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tiếp tục gặt hái những thành công trong năm 2022. Đây là mặt bằng khu công nghiệp số 3 thuộc khu kinh tế Nghi Sơn có diện tích quy hoạch gần 250 ha, đang được các nhà thầu khẩn trương triển khai thiết bị, xe máy san lấp mặt bằng, thi công trục chính giao thông. Phấn đấu đến tháng 3 năm 2022 sẽ khởi công hạng mục công trình trạm xử lý nước thải cho toàn khu công nghiệp này. Hiện nay hơn 70 ha trong tổng số 247 ha mặt bằng quy hoạch khu công nghiệp số 3 đã được giải phóng và bàn giao cho đơn vị đầu tư khai thác hạ tầng. Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn đang phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Kiểm kê Bồi thường Giải phóng Mặt bằng thị xã Nghi Sơn để tập trung giải phóng diện tích mặt bằng còn lại của khu công nghiệp. Theo quy hoạch, khu công nghiệp số 3 Khu Kinh tế Nghi Sơn sẽ thu hút và đáp ứng nhu cầu cho khoảng vài chục dự án đầu tư, trong đó ưu tiên thu hút các dự án sử dụng dây chuyền thiết bị công nghệ cao thân thiện với môi trường. Một tín hiệu vui đầu năm 2022 là vào ngày 12 tháng 1, dự án nhà máy số 2 luyện cán thép Nghi Sơn do công ty cổ phần tập đoàn VAS Nghi Sơn đầu tư chính thức được khởi công. Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 được xây dựng trên diện tích gần 23 ha tại khu liên hợp cán thép Nghi Sơn, có tổng mức đầu tư 8.000 tỷ đồng với công suất thiết kế 3.000 tấn phôi thép một năm, chia thành hai giai đoạn. Góp phần nâng tổng công suất cả hai nhà máy hiện có lên 4,64 tấn phôi thép một năm và 3 tấn thép cán thành phẩm một năm. Sự kiện khởi công dự án nhà máy số 2 luyện cán thép Nghi Sơn khẳng định sự thành công của nhà đầu tư tại Khu Kinh tế Nghi Sơn trong thời gian qua. Đối với dự án nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 ấy, là một trong 6 cái dự án mà hiện nay là tập đoàn VAS Nghi Sơn đang thực hiện, đã và đang thực hiện đầu tư tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Về cái địa điểm của dự án thì nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 là nằm bên cạnh nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 1. Cùng với các cái dự án mà chúng tôi đã và đang thực hiện đầu tư thì đối với tính đến cái tổng mức đầu tư của cái dự án nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 thì cái tổng cái mức đầu tư cũng như là cái kinh phí mà đã đầu tư của tập đoàn VAS Nghi Sơn vào cái khu Nghi Sơn và đặc biệt là khu liên hợp cán thép Nghi Sơn là đến cái thời điểm tiếp theo đây nữa là tổng là trên 22.000 tỷ đồng, phát huy cái hiệu quả của nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 1. Và cũng cùng các công nghệ hiện đại như vậy, công nghệ của Denali, công nghệ bậc nhất châu Âu, thì chúng tôi phát huy cái tính năng, cái hiệu quả của cái công nghệ vậy, và chúng tôi trên cơ sở là cái tiềm năng, cái khả năng về năng lực tài chính thì chúng tôi quyết tâm đầu tư cái nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 thì nó có nhiều cái thuận lợi, đặc biệt là cái tiếp tục nhận được cái sự ủng hộ của tỉnh ủy ban, hội đồng nhân dân và các cái sở ban ngành của tỉnh cũng như là sự ủng hộ của người dân và chính quyền địa phương để chúng tôi thêm cái tự tin để mà đầu tư dự án. Trong năm 2022, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn đã tập trung hoàn thiện chương trình phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025, hoàn thiện phương án phát triển Khu Kinh tế, khu công nghiệp tích hợp vào quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, đề án thành lập Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Mèo, lập và trình phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu trong Khu Kinh tế Nghi Sơn làm cơ sở kêu gọi thu hút đầu tư. Bước sang năm 2022, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Theo đó, Ban đã hướng dẫn đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục thực hiện dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đặc biệt là các dự án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý gia hạn tại kết luận số 679 ngày 3 tháng 12 năm 2021. Tiếp tục đôn đốc hỗ trợ nhà đầu tư khởi công các dự án như đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Đồng Vàng, tổ hợp hóa chất Đức Giang, Nghi Sơn, nhà máy sản xuất găng tay Nichle Intco Việt Nam, nhà máy sản xuất lốp ô tô Radia khởi công trong quý 1 năm 2022, nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam, nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa 1, dự kiến khởi công trong quý 4 năm 2022. Thường xuyên tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là hoạt động của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, nhà máy găng thép Nghi Sơn, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tạo việc làm cho người lao động, triển khai xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết
để thu hút các dự án mới, sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển vào Thanh Hóa thời kỳ hậu COVID-19, hướng vào các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường. Cùng với đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn tập trung kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý sau khi Chính phủ ban hành nghị định mới thay thế nghị định số 82 năm 2018 NĐ-CP, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong việc xử lý văn bản, hồ sơ công việc, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng cơ quan hành chính phục vụ, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà trong thực thi công vụ. Tập trung hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 3 đồ án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Trình phê duyệt một số đồ án quy hoạch phân khu gồm 6 phân khu công nghiệp, 4 phân khu đô thị, 1 phân khu nghĩa trang, lập quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sau khi quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ các tuyến giao thông, hạ tầng kỹ thuật, tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu tái định cư, các tuyến giao thông trục chính, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Hy vọng với nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa đã được Quốc hội thông qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, chương trình phát triển khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ có bước phát triển mới trong năm 2022.